Đấy, con vịt này mình đã làm xong rồi các bạn. Đấy. Sạch sẽ rồi, bắt đầu lát nữa mình sẽ đi mình chặt sấn để mình ướp tất cả các gia vị để mình nấu món giả cầy. Lúc đấy mình sẽ quay lại các bạn xem nhé. Bây giờ con vịt này mình làm sạch sẽ để mình chặt sấn, để lát nữa mình cho lên bếp mình nấu giả cầy các bạn nhé. Anh em mình đang chuẩn bị làm cái món vịt nấu giả cầy đấy các bạn. Bỏ nó đi. Có không vịt rồi bỏ ra. Đây nó cứ chặt sấn đồng là cho ra nồi nhé. May cái con vịt này nó cũng không làm, cũng làm nó khổ không khó quá chứ không cũng mệt. Thật cái phao câu. Nhưng nào mà nó đặc biệt là cái phao câu nhé các bạn nhé, thêm loại bỏ đừng để cái phao câu vì nó ăn nó hôi lắm, con vịt con phao câu rất là hôi. Hôm nay ba anh em mình tập trung làm cũng may không nhanh. Quan trọng là các bạn mà xem mà thấy nó ý nghĩa, nó hay thì cho anh em mình một lượt chia sẻ, một lượt comment, một lượt đăng ký để anh em có động lực. Và bây giờ anh em mình tiến hành chặt nhá, chặt sấn cái con vịt này ra để mình chuẩn bị nấu cái món giả cầy đấy. Chưa, em ai lấy của anh ít bóng tôm. Anh đang tác nghiệp đây, nhìn nhỉ. Chặt miếng nhỏ cũng được Phương ơi. Mình chặt miếng nhỏ nhỏ thì mình ăn cho nó dễ gắp. Đây chú Hùng còn làm sạch sẽ cái phần đổ vịt còn lại. Làm sạch sẽ đi, cho ra một cái bát. Sắp xong rồi đấy. Chặt hết cái cánh nữa là được rồi. Đây các bạn này, khi sau khi mình đã chặt sấn cái con vịt này ra rồi đấy, một nồi đây mình sẽ ướp mấy cái gia vị này đây nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ review lại cái gia vị cho các bạn xem. Đây, thứ nhất là sả này, ớt này, mì chính, mắm tôm, riềng xay giã nhỏ, nước dừa mình đã chuẩn bị đây đấy.
và bột nêm với lại súp, thế thôi. Bây giờ cái quá trình ướp là mình sẽ đập dập xả đấy nhé bạn nhé. Đây, đập dập xả ra, quá nhỏ. Cái món này nó tốn rượu lắm các bạn, thật sự là rất là tốn rượu đấy. Đó, nhìn đã thấy ngon này, đúng không? Nhìn nó muốn ăn rồi. Nhìn nó thấy muốn ăn rồi. Ăn sống nữa. Băm dần đây, băm này. Băm hết xả được rồi. Đấy, cho vào nồi đây. Đó. Ừ. Không, lấy một lượng xả vừa phải thôi, không cần nhiều đó. Thôi chỉ băm cần cây đấy là được. Sau đến giềng xay nhé các bạn nhé. Đây, giềng xay mình đã lấy giềng già để xay nhé các bạn nhé. Thì nó sẽ ngon hơn này. Đấy, rất vàng. Cho đủ thôi, không cần phải cho nhiều. Vừa đủ được. Đó. Tiếp đến là mắm tôm nhé các bạn nhé. Mắm tôm này mình đã hòa sẵn rồi. Đấy. Rồi. Tiếp theo đến mẻ. Đây, mẻ, một chai mẻ mình cho. Mình cũng chỉ cho vừa đủ thôi nhé. Cho đấy khoảng tầm 1/3 của cái mẻ này thôi. Vì cái mẻ này nó lên men nó đã rất là chua rồi. Em cứ đông vào 1/3 là được. Rồi đó. Tiếp theo là cái bột nêm. Bột nêm mình cho ít. Đấy. Chắc đều đây. Đảo đều lên đó. Tiếp đến mình cho thêm ít mì chính để cho nó mềm thịt các bạn nhé. Đó. Đây. Mình ăn cay vừa phải thì mình cho khoảng 2 quả thôi. Còn đâu các bạn nào mà muốn ăn cay nhiều thì các bạn cho nhiều cũng được, không sao cả. Đó. Cái món này cực kỳ dễ làm mà ai cũng ăn được đâu các bạn. Uống rượu tuyệt vời luôn. Ừ. Món này cực kỳ dễ làm luôn. Trẻ con, phụ nữ, đàn bà, người lớn ăn được hết. Đấy. Tiếp tục nước dừa. Phần này là phần quan trọng nhất các bạn nhé, vì là phần nước dừa này nó rất là hợp với lại cái món này. Nấu bằng nước kiệu được nhưng mà nó không ngon được. Nước dừa thì nó có độ ngọt, độ béo hơn. Thì mình phải cho cái nước dừa này, cái món này chủ đạo cũng phải là nước dừa đấy. Cho nửa ra thôi em. Rồi đó. Bây giờ mình sẽ đảo đều lên. Đây, các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Chỉ cần nhìn thấy đã muốn ăn rồi chứ không cần phải nấu rồi ăn hết. Vậy ẩm thực của Việt Nam mình nó rất là phong phú. Tuy nhiên là cái cách chế biến của từng người thì lại khác nhau. Cứ làm sao nó hợp với khẩu vị của mỗi người là được. Anh em bình thường hay không là lá ore. Lá ore được là được. Cây ngũ bắp ore. Đây, bây giờ mình sẽ để khoảng tầm nửa tiếng. Cứ để làm sao khi mà cái gia vị cũng như là tất cả những cái gia vị khác cũng đã ngấm vào cái thịt của con vịt này, bắt đầu mình cho lên bếp. Được chưa nhỉ? Đã xong. Đây Vung. Đấy. Đây, bây giờ mình sẽ đại vùng mình cho lên bếp nha các bạn nhé. Đấy, ướp trong vòng nửa tiếng sẽ bắt đầu bật bếp, nấu đến chín, thế là ok, được chưa? Đây các bạn này, mình sẽ đun sủi cái này lên. Đấy, đun sôi này. Nó đang sôi. Đấy, và bắt đầu mình sẽ đảo đều lên, đảo đến khi nào chín là được nha các bạn nhé. Đấy, món giả cầy của vịt này nó cũng chỉ đơn giản như thế thôi. Nhận thấy là cái xương của nó đã rút được hết rồi đây, các bạn nhìn này. Đấy, xương nó rút rồi mình là được, là chuẩn, là chín. Rồi lát nữa mình chỉ còn cho ra đĩa nữa là xong thôi. Đơn giản. Món quá ngon luôn. Đấy. Đây cái món vịt nấu giả cầy của mình đây, cũng đã hoàn thành rồi. Đấy. Mình chỉ đảo thêm một ít nữa để cho nó ngấm đều gia vị cũng như nó chín đều thôi, thế là mình cho ra đĩa là được. Đó. Các
ok. Đấy, bây giờ cho ra đĩa nhé các bạn nhá. Không cần, đấy xuống. Đấy, mình sẽ cho ra hai cái đĩa đầy này. Thơm, rất thơm các bạn. Ngon lắm. Đó, thêm một đĩa nữa. Hai đĩa. Các bạn mà có thời gian thì làm theo cái cách của anh em mình làm thì cũng rất là ngon đấy các bạn. Đảm bảo luôn. Những cái món mà anh em mình làm thường thường nó rất là dân dã, rất là đời thường luôn. Thế nên là khi mà anh em mà làm thì những món này thì tuyệt vời luôn đấy. Không có cái gì khó cả đúng không? Chỉ mình okay. Có muốn làm hay không thôi. Đó. Okay. Đấy, sau một thời gian chuẩn bị và làm cái món vịt lấu giả cầy này rồi, anh em mình đã hoàn thành và cho ra đĩa đây các bạn ơi. Đấy, rất là bắt mắt luôn đúng không? Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây nhé các bạn nhé. Các bạn xem video thì nhớ ủng hộ anh em mình một like, một sub, một lượt chia sẻ để anh em mình có thêm động lực làm những video mới hay hơn, ý nghĩa hơn, chất lượng hơn nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.